Bitcoin đâm mạnh sau báo cáo việc làm của Mỹ. Bitcoin tiếp tục điều chỉnh vào ngày 10 tháng 3 sau khi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 2 ở mức 3,6%. Con số này cao hơn một chút so với tỷ lệ dự đoán là 3,4%, tương ứng với mức tăng 0,2% so với tháng 1. Tuy nhiên, bất chấp tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 311.000 việc làm trong tháng 2, vượt qua mức ước tính 224.000 việc làm. Tổng cộng, Mỹ đã tạo ra 517.000 việc làm trong tháng 2, chậm hơn so với tháng 12 năm 2020 nhưng vẫn là tin tích cực cho nền kinh tế. Hơn nữa, tiền lương trung bình mỗi giờ cho người lao động đã tăng 0,2% trong tháng 2, mặc dù thị trường lao động phục hồi mạnh mẽ, tỷ lệ lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Chủ tịch Fed, ông Powell đã chỉ ra rằng cơ quan sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và họ cũng sẽ tiếp tục giảm đáng kể quy mô bảng cân đối kế toán. Sau tin tức trên, Bitcoin đã rơi từ 21.000 đô la xuống còn 19.600 đô la, mất hơn 7% giá trị trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ cũng chứng kiến diễn biến trái chiều sau thông tin trên, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ suy giảm. Hobi ngừng dịch vụ NFT sau sự cố Flash. Hobi bất ngờ thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ NFT do những thay đổi về chiến lược và sản phẩm trong Hobi Cloud Wallet. Theo thông báo vào trưa ngày 10 tháng 3, sàn giao dịch Hobi sẽ chính thức ngừng dịch vụ NFT kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2023 do những điều chỉnh trong chiến lược sản phẩm của ví Hobi. Sàn lưu ý rằng người dùng cần hoàn tất quá trình chuyển tài sản NFT từ Hobi Cloud Wallet sang ví on-chain của mình trước hạn chót ngày 13 tháng 5 năm 2023. Sau ngày này, Hobi NFT và các dịch vụ liên quan sẽ không còn khả dụng. Được biết vào sáng qua, Hobi cũng đã đối mặt với sự cố Flash nghiêm trọng, khiến giá token gốc HT giảm hơn 93% vào rạng sáng ngày 10 tháng 3. Memecoin lao dốc trước loạt tin xấu về thị trường. Không chỉ Bitcoin, mà hôm qua hàng loạt các loại tiền điện tử meme cũng chứng kiến sự sụt giảm lớn hơn 10% trong 24 giờ qua, khiến vốn hóa thị trường giảm xuống còn 15,16 tỷ USD. Trong khi đó, khối lượng giao dịch tăng vọt gần 40% cho thấy nhà đầu tư đang rút lãi khỏi thị trường. Mặc dù đã được đốt một số lượng lớn mã thông báo, thế nhưng giá Shiba Inu vẫn giảm hơn 10% trong 24 giờ qua, Dogecoin cũng ghi nhận sự điều chỉnh 11,18% trong ngày qua. Mỗi token Doge hiện đang giao dịch ở mức 0,06373 USD. Ngoài ra, Bonshiba Swap giảm 11,46% trong 24 giờ qua mặc dù được niêm yết trên một sàn giao dịch mới. Nguyên nhân đằng sau sự lao dốc này được cho là do bối cảnh chung của thị trường khi nhiều sự kiện xảy ra trong không gian tiền điện tử tại Hoa Kỳ đang đối mặt với cuộc đàn áp của SEC và sức ép tăng lãi suất của Fed. Trong khi đó, khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng của ngân hàng Silvergate càng làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Starbucks thắng lớn trong lần ra quân đầu tiên vào NFT. Bước đi đầu tiên của thương hiệu cà phê hàng đầu thế giới, Starbucks, vào không gian blockchain đã ghi nhận sự thành công vang dội. Bộ sưu tập The Siren Collection bao gồm 2.000 NFT tem mang biểu tượng nhân vật thần thoại Siren của Starbucks được ra mắt vào hôm qua đã nhanh chóng cháy hàng trong vài giờ. NFT Siren lên kệ với giá 100 đô la Mỹ, tuy nhiên, con số này nhanh chóng vượt mốc 550 đô la Mỹ vì nhu cầu tăng cao. Được biết, các thành viên của Starbucks Odyssey mỗi người chỉ có thể được mua 2 tem. Cũng chính vì sức hút của bộ sưu tập NFT thương hiệu cà phê lớn nhất thế giới, ngay sau khi ra mắt, nhiều người đã phàn nàn họ gặp vấn đề khi truy cập web như hiển thị thông báo lỗi hay thao tác mất nhiều thời gian. Bất chấp vấn đề quá tải lưu lượng, NFT của The Siren Collection đã cháy hàng chỉ trong 18 phút. Bitcoin lao đao khi P-Day vỡ kế hoạch. Cùng với sự rung lắc chung của thị trường tiền điện tử toàn cầu, các token của dự án theo hệ khai thác bằng điện thoại cũng cho thấy sự giảm giá mạnh. Core, token gốc của dự án CoreDAO, đã đâm mạnh hơn 16% trong ngày qua và mất hơn 25% giá trị trong vòng 7 ngày. Trong khi đó, tiền điện tử đình đám nhất trong phân khúc này là Bitcoin của P-Network cũng đã ghi nhận mức giảm đáng kể trên các chợ giao dịch OTC. Theo đó, chỉ vài ngày trước Bitcoin còn được đồng thuận với giá từ 9 đến 10.000 Việt Nam đồng, thế nhưng hiện tại Bitcoin đa phần chỉ được trao tay ở mức từ 8 đến 8.500 Việt Nam đồng, tức giảm từ 10 đến 12%. Sự sụt giảm hiện tại có thể một phần đến từ việc Bitcoin Team tiếp tục trì hoãn thời gian Open Mainnet vô thời hạn. Bên cạnh đó, những tranh cãi xung quanh các tiêu chí chấm thi Hackathon 2023 cũng phần nào khiến việc trao đổi Bitcoin trên thị trường OTC không còn mấy nhộn nhịp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. ZipTholisVN xin chúc các bạn ngày mới nhiều may mắn và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.